Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này đi support các bạn ạ. Ui giời ơi, các bạn có thể thấy rằng không, team mình đã chọn hết các thứ các kiểu các đà điểu rồi. Rồi, lâu rồi không chơi ba gym. Rồi, mới hôm qua hôm kia thì đọc comment xong, bạn kia bạn ấy comment là anh chơi ba gym đi. Đó, bạn ấy kêu là anh chơi ba gym đi. Ui giời ơi. Thế đấy, có ngay. Đấy, thấy chưa? Bạn thấy ghê gớm chưa? Tưởng thằng Hảo danh bạch kim chứ nhỉ, cái đậu xanh nhà nó chứ. Phải cả lèo ạ. Bạn ơi, bạn có thể nào mà đậu xanh bạn có thể tôn trọng người khác tí được không? Bạn coi thường người khác quá rồi đấy. Cái định mệnh nhà nó tưởng nó kêu là ôi thằng Hảo danh bạch kim chứ. Phải cả trường á. Mới vô xong là gắt rồi. Trời đất ơi, quỷ thằng ơi, đậu xanh đổi đi. Đậu xanh bây giờ đổi lan đâu? Mắc nhiều. Thôi nghĩ sao vậy, kêu người ta đánh bạch kim. Trời ơi, đúng rồi đó, mình đang bật kim á. Nhưng mà nước khác, nước này không có bật kim nha. Nước này người ta lớn rồi, người ta lên tinh anh từ lâu rồi. Giờ mình chơi ở lên tinh anh chơi thôi. Wow, ai hi con chó. Đấy là cái tên của bạn Alice. Đấy, ai hi con chó Alice. Quá dữ. Trời ơi, mới vô thôi mà thấy gắt rồi đúng không? Các bạn thấy gắt rồi không? Từ từ nha, đậu xanh trận này là phải vượt MVP thằng Alistair cho nó rồi. Người ta gọi là phải làm gì nhỉ? Anh em biết làm gì không ta? Để người ta gọi là dằn mặt á. Đậu xanh nhỉ, chứ nó dám coi thường mình. Bây giờ support mà điểm MVP nó cao hơn cái thằng Alistair này. Đó, nó mới nhục. Anh em hiểu không? Còn mình là support, mình đứng cuối á thì nó chuyện hết sức bình thường. Bây giờ mình đang tính nha, chơi nha. Bây giờ mình chơi với các bạn một trò chơi nha. Bây giờ nếu mà cái điểm MVP của mình cao hơn thằng Alistair là các bạn cho mình một like. Đó. Còn nếu mà các bài điểm mà MVP của mình ít hơn thằng Alistair thì các bạn cho mình lượt comment. Đấy, chơi không, chơi lớn luôn. Bây giờ bạn chơi là mình chơi, mà mình chơi là bạn chơi nhá. Ok con dê, mình pha nhau luôn trong sáng, đúng không? Vào trong tối mình hú hí thôi, không có gọi là pha nhau trong tối mà chơi nhau trong sáng. Mà chết tôi là nè. Nhá, ok, chơi một trò chơi đi. Bây giờ mình chơi đi, mất ra cái gì đâu mà. Like miễn phí, đăng ký kênh thì nó cũng miễn phí luôn, và comment thì cũng miễn phí luôn. Nhưng mà chơi mình lấy tinh thần, mình nó dám coi thường người khác quá rồi đấy. Yên tâm đi, đậu xanh. Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết thế nào được gọi là dám coi thường người khác. Để chơi mày, tao đi chỗ khác đây. Em chơi mấy cái thằng coi thường người khác nữa. Bây giờ mình chơi với AD đi ha. Hello man. Hello girl. Tao bảo nè, bảo là con gái hay con trai? Hình như là con trai hay sao ấy. Bảo hả Hảo nè. Trời ơi, anh Hảo nè. Trời, hỏi nó quá trời trời luôn, không thấy nó năng gì. Chắc là bị ấy rồi, khiếm thị rồi. Chắc à không, bị khiếm đính các bạn ạ. Không ngửi thấy mùi gì hết trơn ấy. Ngửi thấy mùi thịt ba zoom không? Nè, có chừng con từ bình tĩnh. Ủa, cái con Alice tên mới nói đâu rồi ta? Cái bạn có Alice support mà đúng không? Trốn đâu rồi nhở? Từ bình tĩnh. Dục tốc bất đạt. À đây, vừa mới nhắc. Trời ơi, vừa mới nhắc. Ai con chó này à. Con chó này. Là bây giờ con chó sao? Con chó con đúng không? Thì đã đáng quá đi. Đừng mua điểm hỗ trợ rồi nha các bạn. Đó, Alistair nó méo có điểm nào đâu. Rồi, đậu xanh nhà nó. Lờ bọ. Băng chủ hả? Băng cái gì mà băng vậy? Đúng rồi luôn, cho băng cái gì? Đúng không? Chơi mày nè. Đậu xanh đập luôn. Đập luôn, phá luôn, chém luôn. Alistair, Azona băng nó đi. Ui giời ơi, được 2 kill. 2 kill ngọt rớt đấy. Alistair, có được kill nào chưa? Thử, làm gì có, đúng không? Trời ơi, anh Hảo tính cả rồi. Bạn mà đoán rồi qua mặt tớ hả? Đập chết Alistair đi. Đúng rồi, hay quá, Alistair sắp lờ luôn này. Này thì dám coi thường người khác này. Nghĩ sao kêu người ta bật kim vậy? Ôi sao? Coi thường người khác hả? Cái trá rất đắt đó chính là. À đủ, làm gì đây? Bấm. Để mình che đạn cho bạn. Ôi trời ơi, ghê chưa? Support nó cứ như thế này. Có khi này mà VP loài mơ mới chứ đùa. Làm sao mà đùa được với anh Hảo? Anh tính cả rồi đấy. Trận này không cho mình đi gọi là pháp sư đấy. Mình mà đi pháp sư đợt này mười mấy năm trùng không là chuyện hết sức bình thường ấy. Cái này mình đi đánh đơn nha các bạn. Mình không biết bạn ấy thì như Alistair đi tem hay sao ấy, đi tem hay sao á, mình không biết nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy tem bên bạn có đi tem được không?
đấy bảo à không phải nó kêu là mát mát này nè, đấy clan gì đấy, clan gì đấy, tài mát kìa, clan với clan mà mình thấy hai người giống nhau là tem mình đi ba và tem bạn đi ba. Cái ông Grinat, ông bạch kim này, đậu xanh chắc là đi kéo ranh nhau này, hãy xem ra đây. Chà, ai ôi, choáng, đậu xanh choáng quá, cướp luôn không cho nó đẻ trứng. Bây giờ mình chơi với Alistair thôi đúng không mọi người, hợp lý không? Xem thằng nào nhiều điểm rồi cao hơn thằng nào chơi nè. Sậu lờ hả? Sậu lờ tán cho thấy mẹ luôn ấy chứ. Sậu lờ hả? Sậu lờ hả? Quýnh cho bây giờ. Sậu sậu quýnh cho này, chết này. Đứng đây mà ulti làm gì? Đứng đây mà ulti làm cái gì? Ngon lành cành đào. Hello tài mát này. Ngáo bá bưởi quýnh bạn luôn này. Hồi thế mà mình không KS được nhỉ? KS được có khi lại ngon đấy chứ. Kệ không sao, ai ăn cũng được, mình có điểm hỗ trợ là mừng rồi. Nhớ nha các bạn nhá, trận này mà mình được cao điểm với con Alistair thì các bạn nhớ để lại cho mình xin một like đó. Còn nếu mà mình thua điểm nó là hết sức bình thường thôi nha, tại mình support mà. Đó, mình support mà còn đường giữa đâu mà đòi cao điểm hơn. Support mà cao điểm hơn mid thì là khẳng định một điều là mình dằn mặt nó rồi đó, cho nó biết thế nào được gọi là coi thường người khác. Bạn ấy dám khinh thường mình quá đáng hả? Lát hả? Đừng có đổi thừa. Dạ, ngấu đá việc đuổi nó lắc. Mình là không chơi đổi thừa nhá. Bạn mình chơi rất là công bằng. Bạn cũng phải công bằng chứ. Bạn chết cái bạn kêu lát. Lát chỗ nào? Đừng có mà xảo lờ. Ôi, hãy xem ra đây. Chôn thằng béo lại, chôn cái thằng Murat này. Rồi làm gì nhau? Mấy bạn muốn làm cái gì tôi? Muốn làm cái gì tôi? Làm gì thì làm đi. Bơi hết vào đây nhá. Một mình hảo. Chấp hết. Đau. Đậu xanh rồi, nó gào khản cả cổ luôn đấy chứ. Có không biết chắc bởi thằng nào không mà cuối cùng gào khản cả cổ ra. Hơi bị đau các bạn ạ. Ôi giời ơi, 023. Thôi anh ơi, thôi nghỉ đi. Trời, anh đâm cái gì 023 thế kia. Đi về 023 mà dám coi thường người khác hả? Ôi giời ơi, vớ mồm. Nghĩ sao vậy trời. Thua rồi, Alistair thua chắc rồi. Chơi kì. Ai đồ ngốc. Rồi, ui ôi. Murat siêu việt, đẹp quá, trang phục đẹp quá. Cho sờ mông cái anh ơi. Người nào đẹp thì cho sờ cái cơ nào. Đâu phải con hàng đâu rồi. Con hàng đâu rồi, Omen với cả vì từ toilet các bạn kia rất đông luôn kìa. Hãy xem tao hung đây. Ui mẹ hung, may vào đầu cốc tường luôn. Đậu xanh. Tí nữa thì bể đầu các bạn ạ. Cũng may là đầu mình nó sử dụng thiết đầu công đấy. Đầu trên đầu dưới cũng đều bằng đinh hết trơn, đâm ra thì không có ngã con rán nào hết trơn. Ném ra đằng sau này, lao nhá vào bưởi. Hư nè, bang luôn. Đó thấy không? Trời ơi, một con người tốt mà từ tốt từ tí cho đến tính tình luôn ấy. Từ hành động cho tới gọi là tất cả mọi thứ luôn ấy. Mình là mình, mặc dù mình là mà không mong muốn bạn Alistair, bạn ấy gọi là giành phần điểm cao hơn mình, nhưng mà có lệnh bài phong thần, bạn ấy gần chết mình vẫn bật cho bạn ấy liền. Đấy. Tốt chưa? Bạn thấy tốt chưa? Thế mà cuối cùng đồng đội mình nó lại cứ quay thường. Thế mới cay chứ nhỉ. Một like liền, đúng không? Một đăng ký kênh liền. Các bạn đăng ký kênh giúp mình với nha. Đấy, mình đang là cố gắng rồi là để đạt được 1.500.000 người đăng ký để làm một cái clip ăn mừng cái coi. Mà khó quá. Eo thấy đâu hết trơn. Mỗi ngày được có lẹt vẹt hơn 1.000 người đăng ký. Em chờ mỏi mòn quá. Trời ơi, bụng đói cằm meo cả bụng rồi. Để mà chờ ăn mừng đấy, làm clip ăn mừng đấy. Mà cuối cùng đậu xanh, chạy đi. Chạy đi đâu con sâu này, đứng lại. Trời ơi, tốc biến đến chị Teo Nát. Vâng, bạn Teo Nát rất nhanh và hung hãn. Tốc biến liền. Trời ơi, người ta gọi là mỡ đâu mà dâng miệng mèo đúng không? Có cái là mình xào liền luôn chứ. Cần gì phải suy nghĩ về nước Mỹ. Chết nè. Rồi, bắn nó. Đúng rồi, hấp dẫn nè. Rồi tất cả cúc ra để cho trốn trong này mà không thấy nhở. Nếu mà mình không biết, mình biết là mình ném nắm ra đằng sau, mình đấm cho mấy đấm vào mồm rồi. Bạn đây quéo cúc vô luôn. Ai ôi, dám gì, dám quất ta hả? Trời ơi, dám quất ta hả? Láo thế chứ. Tôi là con trai nha, không phải con gái đâu. Nhưng muốn quất là quất à, bằng quất tôi là tôi quất lại à. Mình máu lắm. Trời ơi, máu con nhà bà lửa mà, đúng không? Người ta gọi là máu lửa đấy. Úi ơi, đâu rồi? Hàng bè đâu rồi? Hàng đâu rồi? Ủa đông thế? Đông như thế này thì làm sao mà thiếu Azum được? Ba Azum ấy. Cứu cho bạn đấy. Cứu rồi đó. Bạn ai sống không? Sao chết hết trơn rồi vậy? Trời ơi,
đánh đấm cái kiểu gì mà tân địch chết không mà quân ta chết gần hết đấy nào. Cú lý. Lôi 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 lôi, tèo nát tèo mình nó sùng thế nhờ. Mày đánh bạn ấy cứ ổ báo cáo trồn vãi trưởng ra luôn ấy. Ổ báo cáo trồn để cho mình đi trước. Đấy, mình là một con người luôn hết lòng vì đồng đội mà. Để biết mình chết trước, bạn hiểu không? Bạn có hiểu không? Không hiểu hả? AD đứng đằng sau đi. Không nó quắn chết bây giờ. Úi sợ ơi, dùi béo 030 các bạn ạ. Thôi đánh đấm mê kiểu gì mà ông 03 còn tìm được không đằng sau nữa cơ. Em cũng chịu. Wow, tèo nát xanh thế. 407 à. Thôi bạn ấy lấy ra MVP rồi đó. Nhưng mà cái điểm MVP của mình thì chắc chắn là cao hơn là Alistair rồi đó. Tính ra thì hiện tại không biết bạn ấy có lật được kèo không chứ mình thấy là chắc là không đâu. Thôi đi về farm lính cái đã. Mấy con lính này các bạn đừng coi thường nó nha. Mẹ để một tí nó cào cái trụ mình không còn một cái còn quả trứng luôn mà ăn ý. Mẹ kinh lắm mấy con lính ấy, lao lắm. Nó đẩy trụ rất là nhanh và đáng sợ. Rồi ở đường giữa lại có quánh nhau rồi các bạn ạ. Grinat bị chết rồi kìa, dừng tay mình web càng cua rồi kìa. Rồi em tới đây. Có ai đây không? Em cu đơn quá. À, đông bình tĩnh sụp tóc bắt đạt, bình tĩnh các bạn cứ bình tĩnh thôi. Làm gì mà căng? Đấm nhau là cũng phải từ từ đúng không? Phải chờ hội đến rồi đấm nhau chứ. Bây giờ mấy bạn chơi xấu 3-1 không chuột cũng khỏe, nắm đầu này ra này, nó quánh cho một cái này. Hãy xem tới đây. Phẹt. Bùm. Đi đâu con sâu này? À đi đâu con sâu này? Hư nè. Này thì Murat này, đậu xanh Murat vẫn sống các bạn ạ. Ủi tốc biến chứ teo nát. Người ta cứ gọi là cơ hội nhìn năm có một, không ăn thì nó lại bảo người là ngu người. Vì thế bạn ấy cứ tốc biến và bắn thôi, sướng nhỉ. Đúng là support hay còn khác. Thì AD cứ thoải mái quẩy tung xác, tung trời, tung đất, tung mây, phê đấy còn gì. Các bạn xem clip của mình để lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó thì mình đang chơi một cuộc đua với cả bạn Alistair. Đấy, ai giành được MVP thì các bạn là người chứng giám đậu xanh. Tại vì nó coi thường mình trước, chứ không có phải là mình tự dưng mình coi thường bạn ấy hoặc là mình làm cuộc đua. Ui giời ơi, cho xin một kill cái nào. Em hoài. Cho kill coi. Ta đang chơi cuộc đua mà mấy ông cứ thế. Nói chung là trôn đó. À mà trôn được Alistair rồi kìa. Nhưng mà thôi. Xem mình trả qua ai giống Kratos. Kratos lao vào Murat. Vâng, hai anh đều rát. Làm sao? Ê, có cấp cứu đây nhưng mà sợ không đủ sức để mà đấu với cả đầu gấu đâu. À đi ta mình ngủ báo thế nhờ. Phải đứng một bên kia nó đấm cho mấy cái. Nó bảo số sao lại đen. Bạn ấy đứng không an toàn tí nào. Thật Murat lao vào nó chém xèo cái này. Ai biết đâu được. Chuyện xảy ra đúng không? Các bạn thấy mình nói đúng không? Các bạn chuẩn bị tinh thần like đi. Thiệt, tinh thần like đi. Chắc chắn là mình sẽ được MVP rồi. Ở 2-1 hỗ trợ 10 này cơ mà. Alistair thì tỉnh tí. Mẹ dám coi thường người khác. Vừa phải đấy chứ. Nghĩ sao nó kêu mình vơ va vơ vẩn. Đúng không các bạn? Nó vơ va vơ vẩn đấy chứ. Ôi dồi ôi anh ơi. Tiền còn ít hơn cả mình nữa cơ. Sách dép cho mình còn không xong. Thế mày đặt chảnh chó lúc đầu cơ đấy. Ra đây. Dạy cho một bài học cho biết cái mặt. Cho nó biết cái mặt luôn. Quánh luôn. Đúng rồi. Chết luôn. Đúng rồi. Hay lắm. Em sai rồi. Ai ôi mẹ anh ơi. Anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Em. Tôi có cấp cứu nè bạn ơi. Anh ơi. Tôi có cấp cứu đây. Tôi sẽ giúp bạn. Hãy xem tới đây cấp cứu nè. Hư nè. Để đó mình đấm nó cho. Ai ôi. AD chết quéo con cua bây giờ. Ui ôi. Chết luôn rồi kìa. Này thì dám đánh AD của tớ này cậu. Cậu đừng có mà vớ vẩn nha. Rồi giết đi. Giết Alistair đi, giết đi. Đồng đội mình bên kia đâu rồi, giết nó. Không cho nó đẻ trứng. Mấy cái bọn này nó không cho nó đẻ trứng. Đập luôn, phang luôn. Tốc biến lên từ Alistair. Đậu xanh mình tưởng tốc biến lên coi chú cuối. Ha, đồ chứ cháy. Đậu xanh cho nó chứ. Ôi dồi ôi, tốc biến lên như một vị thần. Xong rồi anh ấy quăng cái chú 2. Xong rồi đứng nhìn. Hết cả hồn. Bạn cứ làm tớ buồn cười tớ hở 10 cái răng ấy. Các bạn xem clip của buồn cười không? Tóc biến lên xong đứng quăng chiêu 2 xong rồi đứng nhìn đi. Trời. Ủa Alan whip cho bạn xanh thế. Ui dồi Alistair kìa. 2 chết 2 thôi á. Bèo nhèo như con mèo các bạn ạ. À. Các bạn thua. Làm gì mà đủ sức đấu với cả anh ảo. Nó hạ gục được à, con do Murat này kìa. Sao mà mình cảm giác như mình thấy cuối trận Alistair nó lợi hại có vậy? Có vẻ như sợ điểm mà VV bạn ấy hơn mình là chết tôi luôn ạ. Không sao, support mà. Được quyền chứ đúng không?
Điểm MVP thấp nhất là đúng rồi. Ê, ôi, 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 chạy, chôn nó nè. Ui giời, bẹt, chôn em trúng ngài các bạn ạ. Và đấy thấy AD ta mình, thấy giật cả mình ấy. Tại vì AD ta mình nó bị con Omen nó lao vào ấy. Sợ nó ra nó chém cho hai cái thì nhấc mông không kịp. Ra đây, xem bạn bơi hết vào đây. Bà Dơm là một con tướng đi support cực kỳ bá đạo nha các bạn. Ném ra đằng sau này, đậu xanh ra đằng sau em ơi. Bán chết đi, chết đi, chết đi. Trời ơi, sổ ôi, một kill ngon sớt. Murat hả? Mù con nhà bà Rat này, hai kill luôn. Ôi em phê quá, anh Hảo phê quá. Ô ô, trời ơi, trời trời đập luôn. Quýnh luôn đi, quýnh luôn, phang luôn. Hư nè. Thắng rồi. Phê quá các bạn ạ. Trận này đánh căng thẳng quá. Không phải, tại vì bạn ấy coi thường mình trước, đâm ra mình mới làm cuộc đua xem ai điểm MVP cao hơn ấy mà. Có cái gì đâu mà căng. Rồi các bạn chuẩn bị nè, like cho mình trước đi, chắc chắn là mình sẽ được điểm MVP cao rồi đó. Hạng 2 nữa kìa, đậu xanh nữa chứ. Ở theo bạn là hạng 1 thì mình hạng 2, hạng 2 thì điểm MVP cao. Like đi, cố gắng giúp mình like ở clip này nha. Sao nào, ui dồi ôi, có 9.5, người ta 12.5 này má. Ôi tuổi gì mà đối đấu với cả đầu gấu. Trời ơi, vậy mà đổi xấu xạo hả? Cho chừa nhá, một bài học lần sau. Rồi bye bye mọi người.